Cái đạo Phật Đức Thích Ca Như Lai Ngài đã dạy, có người tu là cần phải dứt trừ tam nghiệp. Tam nghiệp, mà tam nghiệp là ở đâu? Ở đâu tạo ra ba cái nghiệp lớn này? Cái gì tạo ra? Và tạo ra như thế nào? Cái hậu quả nó làm sao? Thì xin thưa quý vị, tam nghiệp tức là thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Có người tu á, giàu cho người xuất gia, giàu cho người tại gia cũng vậy, mình phải cố gắng mình khắc phục cái thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Mà tại sao mình phải khắc phục? Bởi vì cái thân con người mình á, nó dễ tạo ra cái ba cái nghiệp ác của nó. Thân nghiệp, sát sanh, trộm cắp và tà dâm. Ba cái nghiệp này nó lớn vô cùng. Tuy là mình thấy nó vô hình trung như vậy á, nhưng mà mình chịu khó mình vạch trần ra thì đáng sợ. Cái thân mình hay sát sanh, hay trộm cắp và hay tà dâm. Nếu mình không chặn đứng nó, mình không chuyển nó trở thành giới định tuệ, thì mình gieo cái ác nghiệp không biết bao nhiêu mà nói. Mà gieo cái ác nghiệp đó nhiều chừng nào thì cái quả báo nó đến như trở lại với mình trùng trùng điệp điệp. Thấy chưa? Đó là thân nghiệp thôi. Kế là khẩu nghiệp. Khẩu nghiệp là cái gì? Nói dối, nói khoe khoang, nói đâm thọc, nói rửa chửi. Đó. Con người mà mình không sống với một cái tâm chân thật theo như các thánh hiền, mình không sống với cái tâm chân thật theo Phật Thánh, thì mình nói dối không thể tưởng tượng được. Gạt đầu này á, lừa dối người kia để kiếm lợi, để kiếm danh, để kiếm tiền, để kiếm tình. Đó. Cái nói dối này, nhiều người có vợ có chồng hạnh phúc rồi, vợ chồng rất chung thủy thương yêu nhau, cái ông đi ra ngoài gặp cô gái nào đẹp cái dụ dỗ người ta về nói dối với vợ: anh không có đâu. Ngược lại cô vợ cũng vậy, chồng rất thương yêu mình nhưng mình nghĩ mình sắc đẹp, nó ra ngoài trai tráng, nó ghẹo, nó chọc, nó dụ dỗ, cái rồi ngã vào lòng nó rồi, về cái rồi nghe người ta đồn ra, cái ông chồng ông điều tra ra: em không có, em tốt lắm, em trung thủy với anh. Nói dối. Cái nghiệp tà dâm này rất là nhiều, hiện giờ rất nhiều. Cho nên cái thân nghiệp đã gây cái tà dâm rồi, cái khẩu nghiệp lại sanh nói dối nữa. Tôi nói đến đây tôi còn nhớ mới chuyện ngày hôm qua quý vị. Ngày hôm qua cái gì? Cái ông nam nọ, ông lại đây ông bệnh. Đây tôi xin nói, tôi nói cho nó quệt tẹt đi ha. Mình nói dấu giếm mà người ta nghe không có rõ. Ông lại đây ông bệnh mà quý vị biết không? Cái hạ bộ ông nó bị thiến rồi. Mà bây giờ nó sưng mà nó nhức chịu không nổi. Nó làm độc ở trong đó nữa. Ông lại đây ông nhờ tôi trị bệnh, tôi nói tôi giờ nghỉ không có làm gì, không có trị bệnh, không có gì trơn, chú ơi. Thông cảm đi, nhờ ta chữa bệnh. Thì có một cậu đi với chú này, nói giờ bác sĩ chơi rồi ông sư ơi, bác sĩ chơi rồi, bác sĩ không trị nữa, bác sĩ nó phải chịu thôi. Thì tôi hỏi ra lý do nào mà chú bị vậy, ai về đâu giấu vợ có vợ bé, rồi vợ nó giận quá, nó phục rượu mê, nó thiến luôn. Đó. Rồi cuối cùng á, vợ bỏ luôn. Mà chẳng những vợ bỏ mà bây giờ á, cái độc tố nó phát tác lên, nó làm sưng cả một cái bộ phận. Tôi nói coi chừng nha, coi chừng cái bệnh lạ mà ta thường nói, cái bệnh giang mai vậy đó nha, coi chừng nha. Nó nói không phải. Để có đi coi thầy nói bị yếm.
Bị yếm bây giờ nó hoành hành không hết được, nhất gì không nổi. Từ nay à, thôi được rồi, nếu mà chú nói vậy á, tôi thì nghĩ coi bệnh rồi, tôi không có chữa bệnh nữa. Nhưng mà thôi tôi phá lại một lần thử coi sao, để tôi xem chú có phải là bị tẩy yếm không, hay là không phải, mà chỉ nghe hiểu lầm thôi, hiểu lầm cô vợ yếm. Đúng ra thì khi mà tôi kiểm nhận lại là đúng bon luôn. Đó thôi, giờ chú ráng sám hối cầu xin, rồi ơn trên ta độ cho, với chú niệm kinh chú Lăng Nghiêm đi, rồi mỗi bữa múc cái ly nước để trước mặt á, rồi chú tụng chú Lăng Nghiêm, rồi chú xin nước đó chú uống để nó giải trừ lành. Mai ra mà chú có phước á, thì chú hết, còn không thì thôi bó tay. Chứ tôi thì tôi cũng không làm nữa. À thì tôi nói này để cho quý Phật tử nghe hiểu. Cho nên cái nói dối á, cũng ít có người nói ngay thật, mà tôi tha thiết, đây này thật tình mà tha thiết nha không? Mong rằng bà con Phật tử mình có chồng có vợ sống chung thủy với nhau, đến ngày răng long tóc bạc, đừng vì màu danh bả lợi, đừng vì những lời kèn tiếng quyển mà mình bán rẻ lương tâm và mình cấm sừng cái người yêu của mình. Để giữ gìn hạnh phúc, mà mình hạnh phúc được trong gia đình vợ chồng như vậy thì con cháu mình nó cũng hân hạnh. Nó ra mặt, nó ra đường, nó không xấu hổ với ai, nó không dám, nó không quảnh mặt với ai, nó hiên ngang luôn. Vì cha mẹ nó tốt mà, nó hiên ngang. Còn nếu cha mẹ nó mà xấu rồi, nó ra nó mắc cỡ, nó không dám ngó ngay ai hết. Mình phải thương con mình ráng giữ. Nói láo rồi nói khoe khoang, ý là giàu có này kia nọ, chức phận rồi mình khoe khoang mình như thế này thế kia để mà hù nhát người khác. Rồi đâm thọc nữa, đâm bị thóc, thọc bị gạo, gây chia rẽ gia đình người ta, gây chia rẽ anh em cốt nhục người ta, gây chia rẽ tình, nghĩa là xóm làng người ta, gây chia rẽ đất nước người ta. Đâm thọc, đâm bị thóc, thọc bị gạo ghê lắm. Cho nên cái nghiệp này cũng không ít đâu. Rồi rủa chửi nữa. Cái nghiệp rủa chửi á, tôi thấy dường như cũng đa phần đó. Cái gì giận mà không ấy rồi cái rủa rùm beng hết trơn trụi. Mà tôi nhớ là lúc đó trước mà tôi có đi lên xuống ở chùa Tam Bảo ở Biên Hòa đó, ông Quỳ An đệ tử tôi nó xuất gia, chị của nó bị bệnh, lúc đó tôi còn coi bệnh chữa bệnh, dẫn lại tôi. Cái con quỷ nó dựa lên nó nói luôn à, ông sư ơi, tôi đâu bắt mớ nó mà chữ tôi hoài, nó kêu tên tôi hoài, nó chữ rủa hoài ông sư, nên giờ tôi bắt nó đó, tôi bắt cho nó chết luôn đặng nó khỏi chữ tôi nữa. Tôi nói nó chữ làm sao, mấy vị là vô hình còn nó là hữu hình, mà nó chữ quý vị làm sao đâu. Nó nói tôi nghe rồi, ông sư coi, nó giận chồng, nó giận con, nó giận em, nó cũng chữ mà đồ quỷ quỷ quỷ. Mà ông sư coi, tôi ở cái cây me chỗ góc nhà đó nè, tôi trên cây me đó, hỏi nó chữ, nó kêu tên tôi hoài, tôi chữ sao nổi ông sư, tôi phải bắt nó đó. Thì cuối cùng tôi khuyên nó thôi tha đi, tại vì thế gian nó vậy á, nó không kìm lòng được, nó hỗn ẩu, nó dữ dằn, nó rủa chữ, nó đâu biết nó rủa chữ con nó, chồng nó, em nó, mà nó rủa chữ quý vị. Thôi tha nghe, vậy tình sư đi, tha cho nó đi. Tôi năn nỉ từ gian sinh thì cuối cùng nó tha cô này hết, là chị Quệ An ở Biên Hòa đó. Ở đây mấy sư cô Biên Hòa là biết á. Đây cô Phúc là sư, cái sư cô Phúc này sư huynh của Quệ An. Đó, tôi nói gì quý vị nghe. Cho nên nội cái thân á, nghiệp rồi khẩu nghiệp, rồi ý nghiệp gì nữa. Ý nghiệp á, là tham sân si. Con người sống thế gian lòng tham vô độ, mà ai có chuyện gì nó hận, nó sân lên thôi. Mà một đút lửa sân nó thiêu hủy cả rừng công đức đó. Quý vị thấy không, một ngọn lửa chút xíu mà vô đám rừng rồi mà trời nắng mà khô rồi, chích vô một cái cháy banh đám rừng luôn. Nổi sân lên là bất kể kỳ số,
cha cũng giết, mẹ cũng giết, vợ con cũng giết luôn, chồng cũng giết luôn. Một đốm lửa sân thiêu hủy rừng công đức. Cho nên cố gắng, cố gắng gần dằn tánh sân mình lại, cố gắng dằn. Và tôi cũng nói thiệt luôn á, quý vị biết Bồ Tát còn sân không? Mình tưởng đâu mấy ông sư, mấy sư cô này tu hết sân rồi. À, đây tôi chỉ hỏi Bồ Tát, quý vị nghĩ được Phật Bồ Tát á, còn sân không? Còn. Phật Bồ Tát cũng còn sân nữa. Bởi nên Phật Bồ Tát người ta hành là gì biết không? Bố thí, trì giới nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí tuệ. Nhẫn nhục, nhẫn vô sanh. Bồ Tát vẫn còn sân nhưng mà phải nhờ nhẫn. Nhẫn một cách vô sanh, tức là trong lòng những Bồ Tát vẫn còn than lửa, vẫn còn có than lửa nó ngúng đó, nhưng mà Bồ Tát ta hành vô sanh cho nên không cho lửa nó phừng ra ngoài. Có nghĩa là cục than á, nó còn ngấm ngầm ở đó, không cho nó ra ngoài. Nó ra ngoài thì cháy rừng liền, cháy hết công đức phước đức rồi. Cho nên Bồ Tát ta vẫn còn sanh đó quý vị. Mà đúng vậy, con thân con người mình á gồm có tứ đại, đất nước lửa gió. Cái thân con người mình mà thiếu lửa là lạnh ngắt, là cháy queo rồi, làm sao sống được. Cho nên đất nước lửa gió nó phải trung hòa, con người mình mới khỏe mạnh. Cho nên Bồ Tát vẫn còn có lửa trong người, nhưng mà khi mà có chuyện gì mà trái ý nghịch lòng rồi, người ta nhẫn, nhẫn vô sanh, nhẫn trong tâm luôn, không cho nó phát động bên ngoài. Còn thế gian nhiều người không nhẫn được á, khi mà nổi sân lên rồi á, nó bung ra co tay co giò, hả miệng chữ đánh đập chém đâm. Thì bao nhiêu công đức lâu nay mình làm phước mất hết rồi, bị đốt cháy hết. Thấy chưa? Si là si mê cũng vậy. Quý vị á, thấy những người mà họ yêu không được mà họ tự giận họ chết là lý do sao? Họ si quá. Nếu mình sống một bình thường, một con người á, mà đây tôi xin lỗi, một con người mình sống bình thường mà mình, người nam người nữ cũng vậy, mình trải qua cuộc đời rồi thì mình không còn cố chấp nữa. Mà tôi trẻ lớn lên yêu ai mà không được yêu, cha mẹ cản, hoặc cái người yêu nó bỏ mình, chỉ biết có người yêu thôi, yêu cuối cùng đi tự giận chết. Cha mẹ không cho yêu, người yêu bỏ mình đi tự giận chết, ngu không? Quá si cái người tình. Là do đó mà gọi là si. Si là si mê, si quá mê muội, không còn biết phải, không còn biết cha mẹ công sanh thành dưỡng dục, mang nặng đẻ đau gì hết trơn, tự giận chết à. Mới đây có chú nào nhảy cầu Bạch Đằng chết à. Đó, cũng si quá vậy đó, thấy không? Cho nên mình phải biết á, mình đi chùa, mình học pháp, học đạo, đi nghe kinh để mình biết cái thế gian này á, cõi thế gian là cõi gì? Cõi thế gian là cõi gian, gian dối. Gian dối là xảo trá, nó không có thiệt. Cho nên các vị thánh hiền ta ra đời, ta mở đạo tu đi, em hiền lành, mình sống cho chân thật đó. Để sao mình trở về, mình sống bên cạnh Phật trời thần thánh thiêng liêng, thấy không? Mình phải hiểu thế gian là như vậy. Rồi khi tu cũng vậy nữa. Cái thân của mỗi con người mình á, nó sanh ra nhiều. Nói về tam nghiệp thì tạo biết bao nhiêu mà nói. Mà khi mình tạo rồi thì mình phải lãnh cái quả. Nếu nói trầm mặt đất trần gian này, mình giết người là phải bị tử hình, phải đền tội. Thì ăn trộm của người á, thì phải bị thưa ra chánh quyền, bị bắt nhốt. Còn nếu á mà giật dọc người ta đó, bây giờ ta cô thân yếu thế, ta đòi không được á, thì sau này mình mất tiền, mất chức, mất quyền rồi thì ta đòi. À, còn giả sử như trần gian này ta đòi chưa được rồi, ta chết ta không vừa lòng, ta theo dân dấn người ta đòi. Ta hành cho mình bệnh hoạn, tai nạn, đủ thứ chuyện trên đời ở trơn trụi á, để mà ta đòi. Nhưng mà cái cách người ta đòi vậy mình không thấy, mình không hiểu. Mình tưởng đâu là tại mình á, bốn mùa tám tiết nên là khắc chế này chứ mình mới bệnh hoạn, chứ làm gì có nghiệp, làm gì có nghiệp báo.
Làm gì có vong hồn mà trả thù. Nhưng mà xưa thưa quý vị không phải vậy đâu. Tổ tiên mình dạy con người chết còn một linh hồn bất tử, có nghĩa là một linh hồn không chết. Mà không chết thì nó phải thọ tất cả những cái quả báo mà cuộc sống này nó đã tạo như thế nào. Nó làm phước, nó làm thiện thì nó được hưởng quả báo tốt. Nó làm ác, làm quấy, làm xấu thì nó phải lãnh cái quả báo xấu. Kiếp này dai trả chưa hết, tiếp tục kiếp sau hoặc giả về âm cảnh người ta đòi tiếp. Tôi nói đơn cử một cái chuyện, có lẽ ở Cù Lao này bà con à, Cù Lao này biết nè. Cái ông Bảy ở dưới xóm Tân Long, hồi đó ông cho ông cầm đồ. Một đêm nọ ăn cóp nó vô, nó đánh nó lấy đồ ông hết trơn trụi rồi. Rồi sau đó ông không có trả cho người ta, rồi ông chết luôn. Ông chết luôn mà ông về ông dựa vô con ông á. Ông nói bây giờ họ đánh đập quá, có một số người ông thiếu nợ rồi đó, ông chưa trả, giờ ta chết xuống dưới ta kiếm ông ta đòi. Đánh đập ông nhiều quá chịu không nổi đó. Ông về ông mượn cậu, ông xin con ông á, cho ông một số tiền vàng để ông trả nợ, cho ông đỡ khổ nhẹ nhàng, chứ không thì ông khổ lắm đó. Thì sau đó con ông phải cúng cho ông 4-5 lần tiền vàng đó. Thì cuối cùng ông về ông cho biết giờ ông trả nợ hết, giờ ông khỏe rồi, không còn ai đánh đập ông nữa hết, không còn ai nhốt ông nữa hết. Đó là cụ thể ở xóm Tân Long này nè. Giờ tôi xin giấu tên thôi, giấu tên ổng thôi. Mà ổng là ông bác của tôi. Tôi gọi ông bằng bác. Đó. Quý vị thấy chưa? Bởi vậy cho nên trần gian mình trả chưa hết thì xuống âm phủ người ta đòi tiếp. Cho nên cái đạo Phật, Đức Phật ngày dạy chúng sinh ba cái nghiệp giai tạo nặng nề thì sớm muộn cũng bị đòi và sẽ bị phải trả thôi. Tức là thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Tóm lại thì Đức Phật ngày dạy tất cả chúng ta dầu xuất gia hay tại gia cũng cần phải chặn đứng ba cái nghiệp này. Phải khắc phục nó, phải kiềm chế nó để mình sống cho tốt đời đẹp đạo. Mình sống mà tốt đã, mình tốt tốt đời á thì đạo nó cũng đẹp. Mình tốt đời mình, bản thân mình tốt như vậy thì gia đình mình rất là hạnh phúc, rất là hạnh phúc. Mà cái hạnh phúc của gia đình mình cũng góp phần xã hội rất là tốt đẹp. Xã hội tốt đẹp, thấy không? Mà xã hội tốt đẹp góp phần làm sáng cái danh của Tổ quốc Việt Nam của mình, sáng danh Tổ quốc Việt Nam của mình. Người nước ngoài ta nhìn vô ta thấy dân tộc Việt Nam mình sao hiền lành tốt quá vậy, tốt đẹp quá vậy, thấy không? Thì ta khen. Mà tôi xin thưa quý vị một cái bằng chứng cụ thể là nước ngoài nó khen mình rồi quý vị ơi. Nó khen cái gì? Cái dịch cúm corona nè, trên thế giới bây giờ các nước chết rất nhiều mà Việt Nam mình ít chết. Quý vị thấy chưa? Là lý do dân mình biết tu nhiều, không phải riêng đạo Phật, nhiều đạo dân mình biết tu nhiều, cho nên cái dịch cúm corona này nó xâm phạm là có bề trên người ta che chở, người ta đỡ đần hết trơn, cho nên ít có người chết. Có những người bị bệnh nhưng mà cầu nguyện giáng sinh thì cũng được bề trên che chở hết. Quý vị thấy chưa? Cho nên mong rằng tất cả quý Phật tử mình cố gắng dằn lại cái tánh tam nghiệp của mình, tạo cái nghiệp tốt đi. Bây giờ mình không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, mà ngược lại mình phóng sanh, rồi mình bố thí, rồi mình là sống trong sạch, không nói dối khoe khoang năm thục đuổi chửi, mà mình nói lời ngay thẳng, chân chất đúng đắn, hòa nhã ôn lương. Mình không tham mà không tham lam, mà không sân hận, không si mê nữa thì tốt biết mấy. Thì mong rằng hai cõi âm dương chúng ta phải sống cho tốt, bởi vì nhiều người không thấy cái cõi âm, chứ sư đây thì sư thấy trơn cho nên nhiều cái cõi âm người ta khổ lắm quý vị ơi. Chết mà tới số được diêm vương gọi xuống dưới
rồi mỗi ngày cho ăn cấp phát như thế nào đó vân vân, đều có được nhà nước cõi âm phủ lo hết. Mà mấy người chết quan không ai lo hết trơn á. Chết quan tức là chết vì chiến sĩ này, vì súng đạn giáo mát cung tên, chết vì tự giận là xe tai nạn xe cộ, tự giận chết té sông té giếng vân vân, là chết đó thuộc về chết quan. Bởi còn phần dương chưa thùng âm, cho nên diêm dương chưa gọi, quỷ sứ chưa kêu, cho nên chết lãng vảng mặt đất. Quý vị thấy không, có nhiều người mình á đang đi làm ăn, đang đi đường tự nhiên bệnh, ngã bệnh tùm lum hết à, mà đi bác sĩ khám chụp MRI cũng không thấy bệnh gì hết trơn. Cái thứ nhất, cái thứ hai, có nhiều người bệnh lâm sàng nằm la liệt rên thang mà bác sĩ khám cũng không thấy bệnh gì hết trơn. Thậm chí đến mức độ cuối cùng bác sĩ mới kêu thôi đi về đi, đi về tìm bác sĩ ở ngoài trị đi. Bác sĩ chánh tông mà ta không, ta thấy không có bệnh gì, người ta kêu thôi đi về tìm kiếm bác sĩ ngoài trị, là người ta nói khéo đó. Mấy ông bác sĩ này mà họ có tin tưởng về tâm linh đó, họ kêu mình về tìm bác sĩ ở ngoài trị, tức là tìm thầy vậy đó, chuyên môn đó, chứ cái bệnh này về y học ta không thấy rồi. Cho nên bệnh có rất nhiều bệnh đó. Thì cuối cùng thì theo đạo Phật mình chỉ nên sám hối, cầu xin trời Phật thần thánh gia hộ, và cũng sám hối cầu xin quan gia nghiệp chướng báo chướng tha thứ thì mình mới hết được mà thôi. Trước khi dứt lời, một lần nữa cầu nguyện hồng ngân tâm bảo hộ pháp chư thiên gia hộ cho tất cả sở cầu sở nguyện của quý chư ni và Phật tử nam nữ thành tựu viên mãn, cha mẹ người quá giảng cũng được nhẹ nhàng siêu thoát, và các con thai nhi cũng được bình tâm định trí, nhất tâm niệm Phật để mau tiến hóa giảng cảnh Tây Phương, và các vong hồn nghiệp báo chứng báo cũng tha thứ lỗi lầm cái người đã sai trái mà mình nhất tâm niệm Phật để được chuyển kiếp đầu thai về cảnh giới an lành. Mô Phật. Tiếp tục giờ này thì quý Phật tử chắp tay lên thỉnh cho tụng đức cúng dường thọ trai. Mô Phật. Cái điều này quý vị nên nhớ, khi mà phát tâm là rất là tốt. Mình chỉ hiểu thôi, nhưng mà không khởi duyên, không gỡ vọng duyên. Mình hiểu rằng mình dâng y cho quý chư tôn đức tăng ni á, cái y mà chư tôn đức tăng ni mà mặc vô á, tức là quý vị sẽ nhận thấy rằng mình là một con người tu giải thoát. Mà quý vị nhận y quý vị mà mấy vị tu sau này á, mà quý vị được giải thoát đắc đạo rồi á, cái phước báo của những vị đó, cái tâm nguyện của những vị đó, cái dòng điện quan tâm linh tư tưởng của những vị đó đã nhận cái của mà quý vị dân y, thì cái điển quan của quý vị đó sẽ phổ chiếu đến tâm linh của mình. Mình đã cúng dường trong không đời kiếp nào đó không biết, thì sau này mình cũng được giải thoát. Sau này mình cũng được giải thoát, dân y cho Phật, cho Tam Bảo, sau này mình cũng được giải thoát lại chỗ này nè. Quý vị không cần nghĩ gì hết, không ý mình quý sư mình được giải thoát, không chắc chắn là quý sư đắc đạo được giải thoát, rồi quý vị sau này cũng được giải thoát, chắc chắn như vậy, thấy không? Đó. Và nói khi mà chúng ta nói đến cái nhân quả thì quý vị biết chính con người chúng ta hiện giờ á, đặc biệt là đạo Phật của mình, nhiều vị suy nghĩ nó lệch nhiều lắm. Nói là tôi tu tôi không cần ăn chay, miễn là tôi ăn mặn nhưng mà tôi không có giết chúng sinh, chúng sinh không gì tôi không biết là chúng sinh nó chết bằng cách nào hết, tôi ăn tôi không có tội. Nhìn sư quý vị, đúng, nói cái đó đúng đó, nhưng mà nó liên đới trách nhiệm cộng nghiệp. Cái người nào họ giết đó mà mình ăn, tôi nói đây hòa thượng giác nguyện, ổng không, hôm nay ổng bệnh ổng không có dự đây, lúc trước ổng hay cúng với tôi lắm. Lúc trước có một tặng ổng một chiếc nhẫn bằng ngà voi, ổng đeo trong ngón tay ổng á, tối ổng thiền định, ổng đi vào định rồi sau mơ mơ màng màng thấy con voi lẫn đòi cái ngà nó, chỉ đeo cái ngà của nó thôi mà thành chiếc nhẫn rồi. Sáng ông lật đật ông kiếm ông đó ông trả ông nhóm đeo được. Con voi nó đòi là cái ngà đâu phải là cái hồn của nó đâu, nhưng nó biết sử dụng cái đồ của nó lại nó đòi. Đây có ông thượng tọa giác Minh Nhã biết nè,
Nhã biết cái chỗ này. Quý vị đi. Cho nên mình ăn thịt chúng sanh sẽ liên đới cộng nghiệp. Thì sau này không sớm muộn cũng phải trả nghiệp thôi, trả quả thôi quý vị. Đừng có nghĩ rằng là mình không liên đới giết nó mà mình phay phay đâu nha. Không có phay phay đâu. Cái thứ nhất, cái phần thứ hai tôi muốn nhắc bà con mà chỗ này. Chính hiện giờ đó cũng có một số bà con mình ăn thịt ông nội bà nội mình cũng có đó, mà mình không biết. Ông nội bà nội mình á, quý vị biết làm sao không? Thương con cháu quá mà bây giờ cái nghiệp nó phải đầu thai trở lại. Mà đầu thai người đi trễ, bị gì khi mà chết già yếu lụng cụng hoặc thương tật á, đi lại đầu thai về con cháu mình nó sanh ra rồi. Mình trễ, đi trễ đò rồi. Giờ làm sao? Giờ đầu thai làm người không được, giờ thương nó quá đầu thai thành con chó, con heo ở bên cạnh nó. Để được gần gũi nó, nuôi lớn lên cúng kiến mùng ba Tết hay hoặc giả gì đó ha, bắt bằng thịt để cúng. Mà cúng không lẽ bỏ phải ăn. Vô tình mà mình ăn nội mà nội mà mình không ai. Thấy không? Cho nên sư tổ mình Đăng Quang ngày có dạy một câu vậy nè. Này tôi nói tắt thôi chứ không nói theo cái văn. Cái thân con người mình á là do máu huyết của các loài vật nó nuôi mình thành thân vậy nè. Nếu mình chưa ăn chay trường, mình còn ăn mặn, loài cá, loài cua, loài tôm, là tép để mà nuôi cái cơ thể mình, vậy cơ thể mình toàn là thịt chúng sanh không, máu huyết của chúng sanh không à. Vậy bây giờ cho nên số muộn phải có quả thôi. Cho nên á, đằng Phật giáo mình gọi là nghiệp chướng báo chướng, nó theo nó dương vấn, nó báo quán trả thù. Nhưng mà truyền thống tổ tiên mình gọi là quan gia trái chủ đó quý vị. Tuy hai cái từ nói có khác nhưng mà nó chỉ một tụ điểm mà thôi. Mà nói nghiệp chướng báo chướng là nói theo văn chương của nhà Phật. Nói quan gia trái chủ là nói sắn vào việc luôn, chứ không có nói văn chương. Tổ tiên mình ăn ngay nói thật, nói đúng luôn. Quan gia trái chủ là những vong hồn nó chết quan chết đức do kiếp này hoặc kiếp trước mình giết nó. Nó không vừa lòng nó theo, nó báo oán trả thù nên gọi là quan gia trái chủ. À, nói sắn vào cái vụ việc luôn. Còn đạo Phật thì gọi là nghiệp chướng báo chướng, theo dương vấn, nó báo oán mình hoài khổ. Thấy chưa? Đó là nhân quả. Mà xét ra trong đời này ai là cái người không có gieo nhân ác? Ai cũng có gieo nhân ác hết. Và chính ngay thời điểm này là thời điểm trả quả ác đây. Đạo Phật không phải Phật tử chúng ta vô chùa quy y thọ tam quy củ giới để cầu hết bệnh, để cầu khỏi trả quả. Xin lỗi, có quy y thọ giáo rồi, tam bảo rồi giữ giới chăng nữa cũng phải trả quả. Như chính quý sư hiện giờ cũng phải bị đau bệnh, bị này kia nọ đủ thứ là trả quả đó quý vị. Nhưng mà cái người bước vô chùa mà thọ tam quy ngũ giới tu hành rồi thì mình biết, mình biết rõ cái quả Phật đã dạy như vậy, phải trả, dai rồi phải trả thôi. Mình vô chùa mình thọ tam quy ngũ giới, mình học cái giáo lý nhà Phật để mình biết cách trả. Cách trả nghĩa là phải trả nặng thì mình làm sao để trả nhẹ. Có thể trả nhiều nhưng mà sẽ trả ít. Đó. Mà đặc biệt tổ tiên mình hay. Tổ tiên mình hay thiếu nợ trần gian này cả tỷ bạc á. Ví dụ trần gian mình thiếu cái tỷ bạc nhưng mà mình chưa có trả, người ta đã chết rồi, mình đã chết rồi, người ta nó hẻo đòi, bây giờ mình trả gì? Đây một tỷ bạc đang xài mà trả được không? Mình có khả năng mình trả. Tính vốn và lời là mấy chục năm hay là mấy kiếp. Thì tổ tiên mình dạy trả bằng cách, bằng cách gì quý vị? Trả đồ mã. Cũng là trả nợ, thay vì trả bằng tiền thiệt thì nó quá nhiều, cũng là trả. Nhưng mà theo cái đạo Phật là mình phải trả. Trả bằng cách nào? Thì đằng nhà Phật á, xin lỗi quý vị nghe không, dạy trả bằng cách sám hối, năn nỉ gian sinh. Gian sinh đa phần là gian sinh trời Phật, chứ không có gian sinh quan gia trái chủ. Gian sinh quan gia trái chủ, nghiệp báo chướng báo vong hồn mà quốc hận nó theo nó đòi á, đem kinh chú Lăng Nghiêm Kim Cang tụng cái quản hộn chạy trần, tức là xù nợ giật nợ. Thấy không?
Xù nợ giật nợ cũng được, ráng tu cũng thành Phật được á. Nhưng mà thành Phật rồi cũng phải trả quả. Mà thành Phật rồi á, đâu ngồi niết bàn yên quý vị. Trước kia thọ những công ân đàn na thí chủ cúng dường để mình có, mình ăn, mình ngồi khắp tâm thiền nhập định để cho mau đắc đạo. Bên cạnh đó đó, rồi nghĩ khi mà đắc đạo rồi nhớ công ân cha mẹ, nhớ công ân đàn na thí chủ nè. Mặc dù rồi nhớ lại những cái nợ mà trước kia mình đã sát nghiệp, mình gieo với mình phải làm sao? Ngồi trên niết bàn không yên. Ngồi trên niết bàn không yên. Bây giờ trở lại để cứu dân độ thế thì tiếp tục những cái vong hồn mà nó báo oán, nó trả thù. Trước kia mình ngồi tu, mình tụng Lăng Nghiêm Kim Cang, nó chạy mất rồi. Bây giờ xuống mượn xác trần để cứu đời thì nó tìm lại, nó đòi tiếp. Và bằng chứng cụ thể là Đức Thích Ca Như Lai là trước kia gieo tạo với ông Đề Bà Đạt Đa, cho nên ngồi trên núi tu ăn leo lên trà ca, ông lăn cục đá xuống đè nhẹp Thích Ca cho chết cho rồi. Nhưng mà nhờ cái phước lực chư thiên hậu trì cho nên đá nó mẻ ra con miếng dằn trung chừng đổ máu. Thôi Thích Ca còn bị trả quả mà. Cái gì thấy chưa? Bởi vậy cho nên tu thành Phật rồi cũng phải trả quả. Thì bây giờ mình chưa thành Phật, mình phải trả từ từ đi. Tức là mình sám hối, mình cầu xin quan gia trái chủ tha thứ cho mình. Rồi chẳng những vậy mà theo truyền thống tổ tiên mình hay ngát ngay dạy trực tiếp luôn, cũng trả nợ thiên khối. Ở đây nhiều khi có nhiều Phật tử hả, có người thân nằm 5-10 năm mà sống không sống, chết không chết. Ở lại ở nhờ tôi tụng kinh. Tôi nói thôi tôi giờ không tụng kinh, tôi sợ lắm. Tôi tụng kinh á, mấy con ma nghiệp nó đi rồi. Mà nếu mà nó đi rồi á, mà cái người đó họ chết á, thì cái hồn nó báo oán, nó chưa hài lòng, nó trở lại nó bắt con cháu tiếp. Tôi giờ chỉ mấy vị cũng trả nợ thôi. Tôi dạy cũng trả nợ, cũng trả nợ. 3 ngày sau người ta đi mất, mà nó không tiếp tục, nó báo oán con cháu. Mà khi nó tiếp tục báo oán con cháu là ở bên đồi Võ Xa, bên Bình Long này nè. Nãy chú này biết Bình Long đó, người Bình Long. Là bà già có ông Tư Cư á, ông Bảy Chức á, Bảy Chức là có vợ về Bạch Đằng này. Bà già bà nằm đó, một lần bà ăn cả tô cơm, một ngày ăn 3-4 tô cơm mà bà nói con bà không cho bà ăn không à, chưa ăn. Cái chân bà, bên chân phải bà từ đầu gối xuống dưới bàn chân nó chết hết trơn rồi, nó biến dạng, nó thui đen mà nó lở da luôn rồi. Mà nằm đó không chết. Cái ông Tư Cư cũng qua năn nỉ tôi, nhờ qua tụng thần kinh cho ổng, cho bà già, cầu nguyện cho bà già. Nói thiệt quý vị, công nhận kinh Thủ Lăng Nghiêm cũng linh. Tôi qua tôi tụng có ăn thần kinh, cái bữa sau cái bà đi bà chết luôn. Nhưng mà khổ nổi khi bà chết rồi cũng 49 ngày cho bà. Thì cái ông Tư đó là con của bà qua rước tôi, bắt đầu cái chân từ ở đầu gối xuống không còn cảm giác luôn. Không còn cảm giác. À, thì là gia đình ổng rước chở qua tôi mới bấm điện, ổng không nhúc nhích luôn. Nhưng mà tôi mới gọi, tôi nói thôi các vị vong hồn nào báo oán bà già mà chưa vừa lòng bây giờ á, tại ông con này ổng rước tôi tụng kinh chú Lăng Nghiêm đuổi mấy vị đi, cho nên mấy vị gian ra cho bà chết mà bây giờ quý vị báo ổng thì thôi, gì nếu đúng như vậy mấy vị cho tôi biết đi, bị đâu có nhập lên được mà nói. Thôi giờ cho tôi biết đây, cái chân giờ ổng xui gì nữa, hết cử động rồi á. Giờ nếu mà đúng như thật như vậy thì cho ngón chân cho tôi coi. Cái khúc này nó chết rồi nhưng mà nó vẫn co vậy nè. Tôi kêu làm 3 lần cho cả gia đình thấy luôn. Thấy chưa? Nó báo bà mẹ chưa xong mà rước tôi lại đuổi nó đi. Giờ nó báo ông con. Ông con rước tôi qua mà. Từ đó tôi không dám tụng chú Lăng Nghiêm giải nghiệp cho ai nữa hết rồi. Vậy cúng trả nợ. Mà cúng trả nợ rất là kết quả. Trả nợ thiên khấu cũng đồ mã đó, rất là kết quả. Ở đây là trình bày thật cho quý vị nghe trong cái vấn đề mà cái quả báo ghê lắm. Cho nên khi mà nói nhân quả rồi thì thiên hình vạn trạng. Cái nhân hiện tại thế gian này mình đã sanh ra cái hành động mà giết người rồi thì bị cái luật pháp nhà nước bắt nhốt bỏ tù và tử hình. Nếu mà đúng là cố sát. Và đồng thời á, sau khi nhà nước chỉ xử cái vấn đề cái tử hình này thôi, chứ trong suốt cuộc đời từ 12 tuổi cho đến cái ngày mà tử hình á, mình gây biết bao nhiêu nghiệp chướng thì
cái luật pháp của thế gian này chưa xử. Khi chết rồi xuống âm phủ thì Diêm Vương xử tiếp. Mà Diêm Vương xử tiếp không phải xử cục bộ trong trong cái vấn đề mà giết người mà tử hình ở trần gian này thôi đâu, mà cho phải khai ra từ 12 tuổi cho đến cái ngày chết này, phải khai cho đúng như thực, mỗi ngày làm gì, làm phước hay làm thiện cái gì đó, bãi lần bãi 49 ngày kêu ra, lấy giấy đưa sẵn viết đi, y chang như trên trần gian mình vậy đó. Tuần này khai như vậy, tuần sau cũng khai như vậy, tuần sau cũng khai như vậy, bãi lần, cuối cùng mới rút hồ sơ, thì là phán quan mới xem xét, mới trình cho Diêm Vương, phước nhiều tội ít, tội nhiều phước ít gì đó, phước nhiều thì cho siêu, tội nhiều cho xuống địa ngục, mà tội vừa vừa nhốt ở cảnh giới nào, hoặc giả là bắt buộc phải đầu thai tái kiếp, để làm con trâu, con chó, con bò, con ngựa gì đó mà trả nợ người ta. Hoặc giả là vì cái nghiệp của mình nặng quá, rồi xin Diêm Vương cho tôi đầu thai vô, tôi làm cháu tôi đừng tôi trả nợ đó, hồi tôi đài sẵn quá, là tự nguyện thì sẽ cho đi đầu thai. Còn ngoài ra có những người không đủ, đủ phước về trời, không đủ tội xuống địa ngục, không bị tội giam ngạ quỷ đó, nghĩa là không bị tội đi đầu thai làm súc sanh, thì sống bình thường như mình trên trần gian quý vị, vẫn ăn, vẫn mặc, vẫn xài. Cho nên tổ tiên mình người xưa nói ban ngày này là của mình, là ban đêm của người ta. Đêm của mình là ban ngày của người ta. Như thật lắm. Tôi nói quý Phật tử, tôi nói tôi ngồi thiền mà 6 giờ mấy chiều mà tôi nhắm mắt lại tôi thấy ban ngày, mở mắt ra tôi thấy ban đêm. Đúng như vậy đó. Cho nên tổ tiên mình nói không sao. Cho nên cái nhân quả ba đời thì phải nói rằng kiếp trước mình dai mà mình trả chưa hết thì kiếp này phải trả tiếp, rồi kiếp này trả chưa hết kiếp sau phải trả tiếp. Mà nếu kiếp này trả chưa hết mà lại dai thêm nữa thì kiếp sau trả tiếp, rồi kiếp sau trả tiếp, ba đời không hề sai chạy. Cho nên mình bước chân vào đạo Phật mình phải hiểu cái thứ nhất là mỗi con người chết còn một thức nghiệp, còn một tâm linh đó. Cái thứ hai là nhân quả, cái này không ai tránh khỏi hết. Cái thứ ba, đạo Phật ra đời để độ cho chúng sinh thoát cái dòng sinh tử luân hồi, ra ngoài tam giới phàm phu đó. Cho nên cái người mà bước chân vào đạo Phật phải hiểu rõ ba cái yếu tố căn bản này, đừng mơ hồ nữa. Bởi vì có những người người ta nói khác, cũng là đầu tròn áo vuông như sư mà người ta nói khác, mà sư nói đây là khế lý phù hợp với cái lý lẽ ba đời chư Phật dạy. Mà cũng là khế cơ. Khế cơ là sao? Cái người ăn mày cũng phải chịu nhân quả, vẫn có một linh hồn bất tử. Ông vua cũng phải chịu nhân quả, cũng có một linh hồn bất tử. Mà vua tu cũng đắc đạo, mà ăn mày tu cũng đắc đạo, vì tất cả chúng sanh đều có Phật tánh hết. Có gì đấy chưa? Cho nên đạo Phật rất là siêu, rất là hay. Mà một cái điều đặc biệt nữa, xin thưa quý vị, tôi xin nói thêm, Đức Tôn Sư Minh Đăng Quang á, xưa kia ngài xuất gia và ngài tu ở trên miên 4 năm. Khi mà ngài trở về Việt Nam rồi á, thầy nghiên cứu cái giáo lý Đại Thừa của Bắc Tông. Ngài mới liên hệ với Hòa Thượng Minh Trực Thiền Sư và Hòa Thượng Thiên Thai ở ngoài núi Thị Giải. Ngài lập ra cái hệ phái khất sĩ trung đạo ở giữa hai hệ phái Nam Tông và Bắc Tông, cũng như giữa Đại Thừa và Tiểu Thừa, để lập ra hệ phất sĩ Trung Thừa, chánh đẳng chánh giác theo đường lối cho Phật ba đời. Như vậy có được hay không? Hòa Thượng Minh Trực và Hòa Thượng Thiên Thai đều nhất trí sư nên làm. Từ đó ngài về Vĩnh Long, ngài mở đạo khất sĩ. Quý vị thấy chưa? Cho nên khất sĩ giờ Trường Trạch khác, Bác Trì Bình khất thực đó, như Nam Tông, mà Trường Trai như Bắc Tông. Một cái điều này là chúng ta rất là hân hạnh. Mà xin thưa quý vị, tôi nói này tôi cũng hơi hổn chút xíu nha. Đức Sư Tổ Minh Đăng Quang là một vị đệ nhất tổ sư của Ấn Độ qua Việt Nam đó. Cho nên ngài để câu nối truyền Thích Ca Chánh Pháp Đạo Phật Khất Sĩ Việt Nam. Ngài nối truyền thì cái Đạo Phật Thích Ca Chánh Pháp bên Ấn Độ, mình lập ra Khất Sĩ Việt Nam nè. Nên mình biết tu được. Sư Tổ Minh Đăng Quang chẳng những ngài tu theo đạo Phật, mà cái tinh thần dân tộc ngài không
Tại cái người Phật tử nó phù hợp với thế gian và cõi thiên thượng, tức là Phật tử thọ giới phải mặc cái áo dài trắng, bạch y cư sĩ, tức là sau khi bỏ xác trở thành bạch y chư thiên. Hay, rất là hay. Cho nên mình hân hạnh là mình biết được sư tổ, để mà tu theo sư tổ. À, ngoài ra thì những vị mà chưa biết á, thì quý vị tu đạo nào cũng tốt hết. Nhưng mà phải hiểu một cách rõ ràng minh bạch rằng trường trai giới sát là đạo của Thích Ca, hôn bát trì bình chính là đạo của Thích Ca. Ai mà bài bác cái đạo mà trường trai giới sát cũng như là ôm bát trì bình á, thì người đó không phải đạo Thích Ca. Trước khi dứt lời, một lần nữa cầu nguyện Hồng Ân Tâm Bảo hộ pháp chữ thiên gia hộ cho tất cả quý Phật tử nam nữ đã cúng dường cái buổi trai tăng hôm nay, cũng như cúng dường Tâm Bảo trong ngày hôm nay, rồi để hồi hướng phước duyên cho củ quyền thất tổ, nội ngoại tông thân hai bên của mình, người quá giảng siêu sinh tịnh độ, trong đó các quan gia trái chủ cũng như hiện tiền được tăng phước tăng thọ dạng sự như ý. Mô Phật. Trời thỉnh chư tôn đức đọc kinh cúng dường. Một lần nữa Phật tử chắp tay lên hồi hướng cho Phật tử. Cầu xin cho lại cúng dường này đến với đức Như Lai, xin Phật chứng minh. Cầu xin cho lại cúng dường này đến với chư Bồ Tát, xin tăng chứng minh. Cầu xin cho lại cúng dường này đến với chư Phật Pháp Tông, xin tam bảo chứng minh tín chủ cúng dường Phật Pháp.